từng là đôi anh em thân thiết của Song Long Đại Đường. Giờ đây cuộc đời Ngô Trác Hy, Lâm Phong lại khác biệt hoàn toàn. Lâm Phong vợ con đề huề, Ngô Trác Hy chẳng ai dám cưới vì thói đa tình. Theo sự xuống dốc của TVB, nhiều ngôi sao đình đám một thời, bao gồm ngũ đại tiểu sinh cũng tách ra để hoạt động theo một hướng riêng, cơ hội tái hợp cũng giảm thấp. Cách đây không lâu, Lâm Phong và Ngô Trác Hy bất ngờ thu hút được sự chú ý đặc biệt của công chúng khi tái hợp ở TVB. Lần hội ngộ ấy, họ khiến khán giả phải thổn thức khi nhắc lại siêu phẩm Song Long Đại Đường từng gây bão một thời. Từng là cặp anh em thân thiết được hủ nữ ship nhiệt tình, vậy mà cuộc đời của họ giờ lại đối lập hoàn toàn. Lâm Phong, trong dàn ngũ đại tiểu sinh ngày ấy, Lâm Phong là chàng tài tử được TVB lăng xê rất nhiệt tình. Tính xương xương thì anh được góp mặt trong rất nhiều dự án khủng như Cỗ Máy Thời Gian, Sức Mạnh Tình Thân, Sứ Đồ Hành Giả. Đáng tiếc, dù được quản lý cấp cao nâng đỡ nhiệt tình, nhưng Lâm Phong lại vô duyên với giải thị đế của nhà đài. Có lẽ đó là lý do mà sau cùng chàng thiếu gia Hạ Môn quyết định ra đi, chuyển sang đầu quân cho công ty điện ảnh khác và đổi hướng phát triển ở đại lục. Rời TVB nhưng sự nghiệp của Lâm Phong vẫn chẳng thể khởi sắc được. Tính xương xương thì anh quay rất nhiều bộ phim như Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tinh Thần Đại Hải, tuy nhiên tất cả đều chung cảnh flop. Có lẽ vì thế mà anh mới chuyển hướng sang việc đi sâu để duy trì độ hot, tìm cơ hội để chứng minh bản thân. Đường sự nghiệp trắc trở, chuyện tình yêu của Lâm Phong cũng dính nhiều ồn ào. Bởi anh từng hẹn hò với Ngô Thiên Ngữ, người đẹp mang danh là thợ mỏ. Sau cùng, Lâm Phong lựa chọn nghe lời bố mẹ, chia tay cô bạn gái lắm điều tiếng và cưới Trương Hinh Nguyệt. Nhờ quyết định đó mà Lâm Phong đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Giờ đây, anh đã có gia đình viên mãn bên Trương Hinh Nguyệt, cùng cô nuôi dạy nàng công chúa nhỏ nên người. Thứ mà khán giả mong đợi nhất hiện nay chính là Lâm Phong sẽ thực hiện lời hứa tổ chức hôn lễ hoành tráng cho người chung chăn gối. Ngô Trác Hy. Với vẻ điển trai mang nét nửa chính nửa tà, việc Ngô Trác Hy được TVB nâng đỡ nhiệt tình cũng là điều dễ hiểu thôi. Ngoài việc đóng cặp với Lâm Phong trong Song Long Đại Đường, Ngô Trác Hy còn để lại ấn tượng mạnh với khán giả thông qua loạt tác phẩm Học Cảnh Hùng Tâm, Xứng Danh Tài Nữ, Bằng Chứng Thép. Dù vậy, Ngô Trác Hy vẫn vô duyên với các giải thưởng lớn của nhà đài. Có lẽ đó là lý do mà Ngô Trác Hy không gia hạn hợp đồng với TVB nữa. Từ năm 2017, anh bắt đầu chuyển hướng sang làm diễn viên tự do. Đẹp trai lại nổi tiếng, dĩ nhiên Ngô Trác Hy được rất nhiều cô gái vây quanh, chuyện tình duyên rối rắm vô cùng. Theo cánh truyền thông Hồng Kông hé lộ, trong 20 năm gia nhập làng giải trí, anh từng hẹn hò với hơn 16 mỹ nhân. Trong đó có những cái tên đình đám như Trương Hinh Dư, Lương Tịnh Kỳ. Vì chuyện này mà Ngô Trác Hy mang danh cha nam, bị khán giả nhìn bằng con mắt thiếu thiện cảm. Tính đến năm 2024, Ngô Trác Hy đã 45 tuổi rồi, nhưng chuyện tình cảm của anh vẫn chẳng đi đâu về đâu cả. Tin hẹn hò xuất hiện khắp nơi, nhưng chẳng có mối tình nào tu thành chánh quả. Khi bị hối thúc kết hôn và sinh con, anh chua xót thừa nhận, có lẽ duyên phận của tôi vẫn chưa đến. Tôi quá mải mê với công việc, tôi sợ khi có con mình sẽ không có đủ sức để nuôi dạy chúng. Giờ đây, tôi cần gặp đúng người trước đã. Nghe chia sẻ của Ngô Trác Hy, ai cũng phải xót xa dùng. Giá mà thời trẻ anh đừng quá ham chơi rồi mang danh trai hư thì có lẽ bây giờ chàng tài tử này cũng đã có được gia đình hạnh phúc rồi.